Và Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng Mathe, viên uống ngăn ngừa rụt tóc. Quý vị có thể kết đôi ngay tại trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò, hoặc là nếu như chúng ta chưa có duyên kết đôi tại đây, chúng ta cũng có thể tham gia vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Qua đó chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn nữa, biết đâu chúng ta sẽ tìm được một nửa của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi của ngày hôm nay xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Xin mời. Hào Mai. Tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter dễ vậy. Tật xấu của em thích trai đẹp thôi. Cỡ Captain America cũng được. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Bạn ơi, giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Đình Khoa. Năm nay 29 tuổi. Hồi trước học nhiệt lạnh, trường đại học công nghiệp. Nhưng mà giờ chuyển qua kinh doanh rồi. Kinh doanh gì? Quán trà sữa và cua, tôm khô. Bán trà sữa và cua hả? Trời ơi. Quê ở đâu? Quê em ở Hồ Chí Minh City chị. Rồi, vậy ha. Bạn nữ giới thiệu đi. Dạ, em xin giới thiệu là em tên Huân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm vị trí tiếp tân ở spa với lại thẩm mỹ viện. Tiếp tân ở đâu em? Dạ, ở quận Phú Nhuận. Ồ, gần nhà, gần thẩm mỹ viện. Gần nhà em á chị. Anh làm ở trên Gò Vấp á, chắc cũng giáp với anh Phú Nhuận á em. Dạ, em làm ở Nguyễn Văn Chổi anh. Nguyễn Văn Chổi là gần chỗ anh rồi đó, cách có chừng 5 số cây à. Hỏi ai đưa đón em đi về? Ai đưa đón em đi về vậy? Có cần xe ôm không? Không biết nữa. Thích ăn cua không em? Dạ thích. Thích rồi, yên tâm đi. Trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? 25 tuổi chưa có mối tình nào hết. Chắc chị không tình quá à. Thiệt mà. Tại sao cũng duyên dáng xinh xắn vậy mà không ai để ý? Một phần cũng do em ít tiếp xúc với nam giới á. Ngày xưa đi học thì còn có gặp một hai thằng bạn. Sau này ra làm toàn là nữ không à. Gặp hai thằng nào? Cô này giọng của men ghê luôn á. Gặp hai thằng bạn chắc không yêu được rồi. Không. Không yêu. Không yêu rồi. Là sao? Cũng nhiều người nói em hơi dữ một chút. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em nên nói thật thì nói dối anh. Không, nói thật. Ở đây không có nói dối nha. Chắc mấy chục. Trời ơi, dữ vậy trời. Nhưng mà em thương có người à. Người yêu đã được bao lâu? Quen được 2 năm mấy mà chia tay chắc cũng gần 10 năm rồi vậy. Là 10 năm nay là toàn là coi như là thế thân không thôi phải không? Dạ, có bồ chứ không có người yêu. Có bồ là sao? Bồ là sao? Người yêu là sao? Nghĩa là không có người mình yêu, có bồ thôi. Từ bồ cách tới, nó cách tới người yêu xa không? Xa lắm đó chị. Bây giờ lên đây kiếm bồ hay kiếm người yêu? Kiếm vợ chị ơi. Trả lời dữ thiệt. Được. Hài hước ha. Rồi, tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Biết bán cua. Chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter dễ vậy. Ý em nói em Trấn Thành nữa hả? Bốc dáng. Dạ, bốc dáng cao trên 1m6 là được rồi chị. Đừng cao hơn em. Rồi em, bản thân em thì đòi hỏi cũng hơi cao ha, Harry Potter rồi ha. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là em biết lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Điểm yếu? Điểm yếu của em á là em rất là bề bộn. Nghĩa là em về nhà em quăng đồ tùm lum á. Đồ nhà em giống như bãi rác vậy á. Ai dọn dẹp? Em đang kiếm người dọn giùm em. Bán trà sữa mà để chuột hamster rồi đuôi. Mà đã vậy còn ở dơ nữa, bề bộn nữa. Ủa rồi người mình có ở dơ không? Dạ không, người em sạch lắm. Chắc không? Chị qua hửi thử là biết rồi chị. Trời ơi, mắc mớ gì tôi hửi thử trời. Qua hửi, mắc mớ gì không hửi. Thơm, mùi thơm nhân tạo hay là mùi thơm tự tạo? Mùi thơm tự nhiên á chị. Mùi cua đó. Quá đi tượng. Tự nhiên nó muốn rối loạn tiền đình rồi anh ơi. Hỏi cô này đã. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu của em chắc là do thích trai đẹp thôi. Giống ai? Dạ cỡ Captain America cũng được. Captain America mới được. Em thích người đó nhưng mà không cần thiết phải y chang như vậy. Cái chuẩn em sao cụ thể, cao mập ốm? Dạ
chuẩn của em thì cũng phải cao hơn em. Nếu mà cao cho 1m7 thì tốt. Thân hình thì đừng có mập quá. Em làm thẩm mỹ anh này mặt mụn rồi nám rổ rồi tàn nhang rồi được không? Dạ không. Phải láng mới được hả? Dạ phải láng. Em sợ mấy người bị mặt này nọ. Sao bạn trai cười mỉm mỉm hoài vậy? Em thấy là em cũng tạm tạm được á anh. Tạm tạm được hả? Được. Sở thích của bạn là gì? Em là thích thua. Thua rồi. Sở thích của em là thích chở chó đi dạo, là thích đá banh. Chở chó đi dạo? Cái gì vậy? Không có gấu thì chở chó chứ sao anh? Ngộ nha. Sở thích gì lạ vậy? Sở thích bỏ cua vô lòng á, rồi nuôi chuột, rồi chở chó đi dạo á. Cao 1m7 thôi hả? Dạ. Có ăn gian không? Đâu đứng lên coi thử coi. Này 1m7 đúng không anh Linh? Đúng đúng á, 7-7-1 gì đó. Nhưng cái bụng hơi bự nha. Do là mấy tháng nay em bị chấn thương không đá banh á, nó mới mập. Lại đây coi. Hên quá, này ngạt mũi. Bây giờ mình đã tính gì tới chuyện hôn kết hôn chưa? Dạ tính rồi chị. Bao lâu mình kết hôn được? Khoảng 6 tháng tới 1 năm. Chuẩn bị được những gì rồi? Em giờ chắc cái gì em cũng gần có rồi. Gần là sao? Thì giờ em chỉ cần mua thôi. Chuẩn bị mua cái gì? Chuẩn bị chắc mua nhà. Định mua khu vực nào? Theo tình hình hiện tại chắc mua quận 8 mới có tiền mua. Vậy cũng được rồi, miễn có nhà là được rồi. Thí dụ mai mốt về lấy nhau tiền ai giữ? À, nhất vợ gì trời. Vậy hả? Dạ. À, vậy được, thôi vậy đó được coi. Cũng thoải mái ha. Được. Nói chung cũng ca lăng. Ây da, cũng được đó mà không biết cái mặt có cải thiện được không chứ mặt cũng không được đẹp lắm. Qua coi giùm coi đàn gái sao. Coi đi rồi. Thôi dễ thương quá. Làm gì giật mình. Hú hồn hả? Yeah. Bạn trai bên đây tính hài hước, vui vẻ. Em có yêu cầu gì bên đây không? Ảnh có thích nhậu không? Thích nhậu không? Ảnh? Ảnh không có thích nhậu em. Nó uống mà 2 lon là gân anh về rồi. Anh có hút thuốc không anh? Không luôn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Dạ. Yeah. Được không em? Mấy cái yếu tố đó thì được. Được à hả? Dạ. Yeah. Dễ thương lắm nha. Hôm nay mình đi có đi với người thân không? Dạ có, em đi với má. Dạ có Cát Tường, dạ, chú Thường Linh. Dạ chào cô. Dạ cô nhận xét bạn trai bên đó là sao cô? Thì cô cũng thấy nó vui tính. Mà không biết con gái, con thương con gái cô có đồng ý không thôi. Gái cô có không hả? Sao 25 tuổi chưa có mối tình nào? Hồi xưa cô? Nó học thì đi học rồi về sau học. Chương trình này chơi là bà ngoại nó kêu lên kiếm bạn. Cũng muốn cho nó có tấm chồng. Thế ngoại có đặt ra tiêu chuẩn gì? Gia đình có đặt ra tiêu chuẩn kiếm con rể như thế nào không cô? Biết nó biết trên nhìn dưới, biết người lớn này nọ. Con sẽ đừng có gia trưởng nữa. Bé hồi đó giờ chưa biết nấu ăn gì chưa. Nó đi học xong mẹ làm về là người nhà làm hết. Chiên trứng kia được không cô? Nó chưa không đụng luôn. Hồi xưa giờ chưa đụng tấm bếp nút. Trời đất ơi. Nấu mì được không? Mì gói chút nấu được. Ủa vậy rồi mẹ mốt về rồi là ăn uống làm sao? Cứ luộc cua ăn suốt thôi gì đâu. Không uống trà sữa trời ngon à. Giờ mình về đi học được không cưng? Dạ học được. Sơ thôi. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, mọi người tưởng em đi đám hỏi nên đi đông lắm anh ơi. Có mẹ em, sếp em, bạn bè. Đâu, chào gặp. Chào cô Cát Tường, chào chú Quỳnh Linh. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Khoa. Dạ, em chào bác. Mẹ thấy là bạn gái bên đây là dễ thương, thấy nói chuyện cũng hiền. Thì từ xưa tới giờ mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con. Rồi nếu mà sau này có tiến tới với Khoa thì tập cho nó cái thói quen nó phải biết dọn dẹp. Ở nhà toàn là mẹ dọn dẹp không à. Mẹ cũng quải lắm rồi. Dạ không biết là bác có chịu được dâu mà không biết nấu ăn không. Dọn dẹp thì con làm được. Cô cũng dễ lắm. Tại vì từ xưa giờ là nhà có mình cô là hoa hậu à. Cô đi dậy từ sáng tới chiều cho cha con ăn cơm bụi luôn. Thứ bảy với chủ nhật thì mới ở nhà nấu cơm. Đồ ăn cứ mua để sẵn tủ lạnh rồi tự chế biến tự ăn. Nói chung là nó cũng biết tự lập. Với Khoa thì nó có trách nhiệm. Thành ra cái đó để từ từ mình tập cũng được. Rồi đó giờ là quyền quyết định lại là ở hai bạn. Kéo màn lên. Cua chuột gì đó tặng đi. Cái này anh tặng em để khi nào em nuôi em. Dạ mấy cô, mấy cô. Còn cái này á là em đừng nuôi nha, mẹ ăn. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Khi nào em ăn mà thấy ngon thì nói anh ship cho trọn đời. Dạ. Này đặc biệt các em xưa giờ bạn muốn hẹn hò đây là lần đầu tiên luôn đó. Tưởng ông nói tặng 2 con cua này em nuôi đừng ăn nha. Anh
thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nhìn hiền. Dạ. Còn em thấy anh sao? Thấy anh cũng được. Anh nghĩ sao nếu mà em không thích làm dâu? Ủa anh cũng không thích làm dâu nữa. Làm dâu làm chi? Không làm dâu ai chịu không? Ý là em không thích vợ về làm dâu. Em không thích làm dâu. Anh có gì hỏi em không? Con anh muốn mấy đứa? Chỉ một hoặc hai thôi. Một hoặc hai. Em, anh có xăm mình không? Có. Có hả? Em không thích xăm mình. Giờ lỡ xăm rồi giờ sao? Giờ tao tốt hết trơn rồi, lỡ xăm có chút xíu bỏ. Có lẽ giờ cái thời anh còn nhỏ anh xăm này. Lúc anh còn trẻ trâu á. Sao em không thích người con trai xăm mình? Em không có đánh đồng, nhưng mà những người mà xăm hình á thường hay thể hiện mình là dân chất chơi, kiểu mà làm màu á. Anh đâu có xăm mấy cái hình đó đâu. Dạ. Với lại anh xăm trong người không ai thấy á. Vậy hả? Sau này chỉ có vợ anh thấy thôi đúng không? Nhưng bây giờ hiện tại là xăm hình gì hay là xăm hình bạn gái cũ? Trời, chị nói vàng gái chứ không dám quen em luôn rồi. Vậy là có thiệt luôn hả? Rồi xong luôn. Không cần biết. Không cần biết. Trời ơi, mà xăm hình xăm cái mặt người hay xăm tên? Xăm mặt người vậy? Sao em? Gái cũ hả? Mình về mình xăm cái mặt em, dậm lên cái mặt đó. Chị thấy nhiều người rồi. Anh nghĩ là cái chuyện xăm hình á là không phải quá khứ đi. Dĩ vãng. Chứ anh cũng không có thích thể hiện gì hết. Đúng rồi. Chỉ là hồi đó còn nhỏ nên suy nghĩ không chín chắn thôi. Đúng rồi. Chứng minh một cái điều là khi yêu người ta quyết liệt lắm. Đã yêu là yêu quyết liệt. Và khi cái chuyện đó qua đi rồi giờ còn nhớ gì nữa không? Cũng lâu quá rồi nên 10 năm rồi đúng không? Dạ. Ừ, coi nó hết rồi. Bây giờ nè, em nhìn bạn gái đi, em cảm nhận thế nào? Đa tim đập thình thịch rồi nè anh. Chứ hồi đó đến giờ em nhìn mấy người khác em không có... Em hãy suy nghĩ thật kỹ và nói cái gì đó thật thuyết phục với bạn người, bạn nữ. Anh thì chắc cái chuyện này anh đang nói không có hay. Nhưng mà anh thật sự muốn cùng em tìm hiểu. Rồi từ từ em có thể quyết định có quen anh hay không. Dạ. Yeah. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuột cua dẹp qua một bên. Xem đối tượng này có thể đi cùng ta một đoạn đường dài hay không. Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Em có bấm không? À, có bóng. Mình có chứng kiến của mình. Dạ. Anh biết rằng tuổi trẻ thì nông nổi ha. Còn cô gái? Chị cảm thấy cái cảm giác của em không có, miễn cưỡng cũng không hạnh phúc đâu. Đúng rồi. Dạ. Chính xác là như vậy. Chúng tôi cũng không khuyến khích mà các bạn phải bấm nút. Nói chung là chúng ta có duyên. Mình rung động thì mình mới bấm nút, mình không rung động thì thôi. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc. Tin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tuy rằng không bấm nút nhưng cua thì vẫn cứ luộc. Và chuột thì vẫn cứ nuôi. Dạ, cảm ơn. Đó là món quà có thể các bạn sẽ là bạn với nhau. Mình sẽ nhớ nhau ngày hôm nay, chúng ta có thêm một người bạn. Dạ. Rồi. Chúc thành công nha đàn trai nha. Bạn nữ thì có nghề là bác sĩ hay là y tá cũng được. Tại vì một phần là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, cho nên thì sau này lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì mình cũng có thể là... Quan điểm rất rõ ràng. Không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm tiếng nói chung của cặp đôi thứ hai. Hả Màng. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Chào chú Quyền Linh. Chú chào con. Dạ em tên là Nguyễn Thị Phương Yến. Năm nay em 25 tuổi, em đến từ Cần Thơ. Em đang làm bác sĩ ạ. Làm bác sĩ hả? Dạ. Bác sĩ ở Cần Thơ hay ở thành... Dạ em làm ở Cần Thơ. À mà lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Em bác sĩ chuyên khoa gì? Dạ em chuyên khoa sản ạ. Wow, mình làm việc bao nhiêu năm ở bệnh viện rồi? Dạ em mới tốt nghiệp được 1 năm ạ. Mới được 1 năm. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn cùng chơi ạ. Em tên là Nhân, năm nay em 28 tuổi, hiện là giáo viên trung học phổ thông. Một bên là giáo viên, một bên là bác sĩ. Được đấy. Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Hậu Giang chị. Ồ, ngày xưa chung tỉnh,
bây giờ tách ra. À, hỏi kỹ công việc bạn nữ một chút xíu. À, một năm nay vậy là mình trực tiếp đỡ đẻ luôn đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Bên cạnh ngoài là bác sĩ làm ở bệnh viện. Dạ thì hiện tại em cũng đang là giảng viên của trường Đại học Y Dược Cần Thơ luôn. Wow, giỏi quá ta. Ủa vậy là thời gian mình phân bổ được cho hai bên luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Ban ngày buổi sáng thì mình đi bệnh viện. À, buổi chiều có tiết dạy thì dạy, còn buổi tối thì có lịch trực thì trực. Dạ. Bên kia cũng bác sĩ em thấy như sao? Dạ cũng hợp anh. Hợp đúng không? Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn nữ thì có nghề là bác sĩ hoặc là y tá cũng được. Tại vì một phần là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, cho nên thì sau này lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì mình cũng có thể là lợi dụng mà kiếm người vợ lo cho ba mẹ. Dạ một phần thôi anh. Dạ. Rồi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được, nếu mà nói mà đơn phương thì nhiều. Còn mối tình chính thức thì chỉ có một thôi. Một thôi? Dạ. Kéo lâu dài không bạn? Cũng được một năm. Một năm, vậy cũng chưa có sâu đậm lắm đúng không? Còn bạn nữ thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? À, dạ, em cũng có một mối tình rồi ạ. Cũng hồi đi học luôn hả? Dạ, đúng rồi. Hồi em học năm cuối đại học. Bạn nam thì cũng học cùng ngành nhưng mà trước em một khóa. Dạ rồi, nên khi mà em còn học thì bạn nó đã đi làm rồi mà làm ở Sài Gòn. Nên hai người ở hai nơi rồi cái thời gian để tìm hiểu nhau cũng không có nhiều. Sao mặt cách lòng, chia tay luôn. Dạ. Ồ, hiện giờ mình làm trong bệnh viện rồi cũng mấy bác sĩ rồi cũng nhiều, không ai đeo đuổi mình sao? Dạ, thứ nhất là tại vì môi trường là bệnh nhân của em đó là đều là các bà bầu hoặc là những phụ nữ hết. Thêm cái nữa là những đồng nghiệp thì đã có gia đình hết rồi. Mình đi dạy nữa chi, môi trường mình nhiều mà. À đúng rồi, thì cũng là các em là mới ra trường nên là nhỏ nhất trong trường luôn. Nên hầu như là các thầy cô, anh chị thì cũng có gia đình. Rồi còn nhỏ hơn thì lại là sinh viên. Ưu điểm với khuyết điểm của mình? Mọi người đều nhận xét em đó là nói chuyện thì nhẹ nhàng. Em thích lắng nghe người ta nói chuyện, tức là mình muốn nghe người ta chia sẻ nhiều hơn. Nhưng đó lại là nhược điểm của mình, đó là mình thích nghe nhiều hơn thích nói. Đôi khi mình không bày tỏ, không chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ra. Ta không hiểu được mình. Dạ đúng rồi. Nó giống em đó anh. Sao bạn trai? Em cũng thích lắng nghe hơn là thích nói. Vậy hai người nghe không là ai nói. Bạn từng là giảng viên đại học đúng không? Dạ. Hiện tại thì em đang học lên. Lên thạc sĩ? Dạ. Thạc sĩ xong tiến sĩ? Nó em cũng dự định thôi anh. Dự định tương lai chắc lấy vợ trước rồi mới học tiếp. Ủa giảng viên đại học sao nãy nghe nói là dạy phổ thông? Dạ trước đó thôi chị, còn hiện tại thì em vẫn dạy phổ thông chị. À ủa sao từ dạy đại học mà xuống dạy phổ thông? Tại hồi xưa em dạy ở Sài Gòn á, xong rồi nhà em không có ai hết. Rồi mẹ mới nói là thôi về quê đi cho nó gần rồi em về quê. À dạ. Về quê thì hồi dạy xuống cấp. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì vậy bạn? Em có thể chơi thể thao, biết lắng nghe, nói chung là giao tiếp tốt, kỹ tính. Dạ, điểm yếu thì có thể là hơi nóng tính. Bạn nam muốn mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn em thì cao khoảng chừng 1m6 trở lên, cân đối. Có phải làm dâu không? Cũng không cần đâu chị. Ủa rồi ba mẹ lớn tuổi rồi mà nếu mà không làm dâu thì ai ở với ba mẹ rồi ai chăm thì sóc ba nếu mẹ? Vậy em phải đi về thường xuyên. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ có rồi hết rồi chị. Nhà cửa gì có chưa? Thì về thì ở với ba mẹ. Mới nói không làm dâu. Các bạn không thích nhất điều gì ở người phụ nữ? Ở dơ. Bác sĩ làm có chứ. Hai cằn nhằn. Hôm nay ít nói không nói chuyện. Bác sĩ em không có nói, không em có nói nhiều em đâu. Em cũng ít nói lắm. Rồi ok, để coi sao. Bác sĩ làm dâu được không? Đi học không là biết làm việc nhà không? Dạ làm việc nhà thì em có thể quán xuyến đảm đương được. Nhưng mà còn cái việc nấu ăn thì em không bảo đảm. Nhưng mà vẫn làm được đúng không? Dạ. Chú chào con. Dạ con chào chú. Chú con cháu làm bác sĩ đã quá ta. Dạ. Nãy giờ nghe tiếng nói anh bên đó rồi nghề nghiệp của anh đó thấy cảm nhận thế nào? Thấy cũng có cảm tình chút xíu rồi. Anh này dễ thương hiền. Dạ. Trí thức. Một lần hộ đối đấy. Mình nhớ nha. Ok nha. Dạ. Mình có cái điều gì không thích ở người đàn bạn trai không? Đối với em thì yêu thì sẽ có một số nguyên tắc. Rồi, nguyên tắc. Nè, nghe bác sĩ ra nguyên tắc nè. Dạ. Thứ nhất là phải 5T, tôn trọng, phải thành thật, phải tin tưởng, phải thông cảm, rồi phải thẳng thắn. Cho nên đó là nếu như mà bạn nam mà vi phạm vào 5T đó thì đương nhiên là em không thích rồi. Bạn đảm bảo được mấy T? Dạ, chắc có thể là hết năm luôn á chị. Phải không? Em thẳng thắn lắm chị. Bạn nữ thì làm bác sĩ hay đi trực đêm, thầy giáo có đồng ý không? Dạ cái đó không sao chị, đó là làm nhiệm vụ chị ơi. Đang đêm, đang ngủ mà có ca đẻ cấp cứu là đứng dậy đi là phải vấn đề gì không? Dạ không, bất quá thì em chở bạn nữ đi vô bệnh viện đó chị. Ở nhà rồi bạn phụ rồi nấu ăn rồi này kia luôn. Em cũng thường hay lên mạng coi những cái clip của anh Quyền Linh dạy nấu ăn. Cho nên em cũng đang học cái mẫu người giống ảnh đó.
Được. Rồi thôi vậy cũng được. Đàn ông phải vô bếp phụ vợ ha. Hôm nay bác sĩ có đi, mình đi có người nhà mình đi theo không? Đáng lẽ là cũng có chị đồng nghiệp đi cùng, nhưng mà hôm nay là bận việc gia đình đột xuất nên em đi một mình. Bạn trai có đi với ai không? Em đi với hai chị với em út. Em thấy em gái này cũng hiền mà vui vẻ, đi nói chuyện đồ em thấy em thích. Dạ. Chị thấy em hiền, chị thích em rồi đó. Còn em không biết có thích em chị hay không rồi chứ. Rồi bây giờ mình cho bác sĩ với chàng thạc sĩ tương lai gặp nhau đi ha. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút trò chuyện. Bắt đầu. Chào. Dạ em cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ cũng như tưởng tượng ạ. Anh có nhận xét gì về em không ạ? Em là dễ thương, quá dễ thương. Dạ. Rồi thế thì nếu mà có gia đình rồi thì anh xây dựng hoặc là anh suy nghĩ về cái cuộc sống gia đình tương lai như thế nào? Khi mà hai vợ chồng cưới, hai người đến với nhau thì anh trong mọi công việc thì có sự chia sẻ với nhau, thông cảm, tin tưởng với nhau. Anh thích gia đình có bao nhiêu con ạ? Tại đi làm em, cho nên 2 con đủ rồi. Em thì thích một lần sinh đầu mình sinh 1 đứa thôi. Lần thứ 2 thích sinh đôi. Thế thì được 3 đứa thì cũng đâu có vi phạm gì đâu. Tại lần thứ 2 mình ngẫu nhiên mà. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Đối với em thì tình yêu giống như là cát nằm trong lòng bàn tay, nắm càng chặt thì cát sẽ rơi ra. Cho nên là em là một người sống rất là thoáng, suy nghĩ thoáng và cũng không gò bó hay kiểm soát gì người yêu của mình hay là chồng của mình hết. Quan trọng do đó mà quan trọng được cơ bản đó là còn phải có sự thành thật và tin tưởng lẫn nhau. Thường thì chưa biết một người thì không tin tưởng nhiều, nhưng nếu như đã tin tưởng và hiểu được người đó rồi thì em sẽ tin tưởng tuyệt đối. Em có hay ghen không? Ghen thì ai cũng có, tố chất đó trong người hết. Nhưng mà mình phải ghen nó hợp lý và mình cũng phải dựa trên cái sự tin tưởng nữa chứ không. Bạn trai đi dạy gặp nhiều sinh viên lắm đó. Cái đó là tùy thuộc vào ở suy nghĩ và lý trí của anh thôi. Tiền bạc ai giữ? Cái đó là em nghĩ chắc bà xã giữ chị. Tại vì thứ nhất là nam thì không nên giữ tiền. Hồi xưa tôi cũng nói y chang vậy đó. Bây giờ mỗi người nói một câu gì đó rất là tình cảm với nhau. Thì khi đến đây thì em thấy em với bạn cũng ở xa cho nên thôi mình sẽ cho nhau cơ hội. Dạ em có nghe một câu nói của một cố nhạc sĩ như thế này, đó là khi người ta còn trẻ thì người ta nghĩ rằng là những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai, nhưng mà người ta cũng có thể đó, nhưng mà người ta đâu biết rằng đó là những điều mà ta cần nhất và mong muốn nhất thì chỉ đến một lần trong đời. Và nó đến trong ngày hôm nay đấy. Bây giờ hát câu cải lương để mình thuyết phục bạn nữ bấm nút đi. Em đọc thơ đi anh ơi. Rồi, đọc thơ luôn. Cũng được rồi. Hai đứa ngồi cạnh nhau sao cách xa muôn thước, dù cách xa muôn thước sao không ai nói trước. Lời tỏ tình trái tim dẫu biết rằng yêu em là gian khó, thì chân thành vẫn mãi không phai. Gian nan anh quyết tâm xóa bỏ, cả cuộc đời anh nguyện mãi yêu em. Thử làm bài thơ lại liền. Ví dụ học trò lên trả bài mà vậy thì được trả được mấy điểm? Cũng suông chị, đâu có. Mà nó giật quá, đọc thơ mà nó không có, nó tình cảm giật quá. Bạn nữ đọc bài thơ đi. Hát tặng bạn nam một bài. Rồi. Gọi tên của anh là nắng, để em đơn làm mây trắng, bên anh quên quên mai chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thấy gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi, màn đêm tối ai dẫn lối em, để gần anh mãi. Dạ em xin hát ạ. Nào chúng ta chuẩn bị tiến hành bấm nha. Nút hay là không bấm nút. Trò chuyện đã qua, hiểu nhau cũng một phần, và bây giờ đến quyết định. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, hai bạn. Chúc mừng hai bạn nha. Từ ở như miền Tây lên đây cũng là một cái duyên rồi. Hy vọng rằng cái nợ nó cũng sẽ đến gần nha. Duyên với nợ sẽ gắn chặt hai bạn với nhau hơn. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Chúc chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân ngày gần đây nhất. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nào, hãy đưa bạn gái đi.
thầy giáo và bác sĩ. Dễ thương. Hy vọng rằng họ sẽ kết hôn một ngày sớm nhất để chúng tôi được dự đám cưới. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta thành công được một cặp đôi. Nhưng không sao, cuộc sống nó phải có những lúc như vậy. Đó là những cung bậc của cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc trong tình yêu. Và cảm bây giờ quý vị và các bạn qua theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chúng tôi. Hẹn gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:30 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh Fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và HTV Entertainment. Và bây giờ thì xin nói là chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.